Hello, xin chào tất cả các em. Thật vui khi lại gặp lại tất cả các em. Tại sao? Melis online lớp 5. Đây rồi, các em đây rồi. Hello Nam, hello Thăng, Bấm. Đây rồi, hello Hiền, Hoàng, chào các em. Đây rồi, các em lên rồi. Các em ơi, các em thử kiểm tra, các em thử để ý xem là hôm nay đường truyền mạng có ổn hơn không nhá. Thầy nghĩ là hôm nay đường truyền mạng nó rất là tốt rồi đấy. Có lẽ là cá mập đã bị xua đuổi đúng không nhỉ? Hôm trước bạn nào nhỉ? Thế như Bống đúng không? Bống Bống bảo là xin phép bố mẹ để cho ra biển, sau đó là cá mập tuyệt chủng đúng không? Hình như hôm nay tuyệt chủng thật rồi các em ạ. Xanh đúng là tốc độ mạng rất là xanh và khung hình bị rớt, tỷ lệ lag là 0% đúng không nhỉ? Chắc là Bống đã quyết định là ra khơi và tiêu diệt cá mập đúng không em? Rồi. Hello Hải Dương, hello Mỹ Khánh Linh, chào các em đây rồi. Hôm nay chắc là đường truyền mạng tốt rồi đúng không các em? À, thầy nghĩ là có lẽ là họ đã sửa xong cáp biển rồi đúng không nhỉ? Rất là tốt. Hello Linh Hương, đây rồi, các em lên rồi. Rồi nào các em ơi, hôm nay thầy trò mình sẽ cùng nhau chữa nốt các câu còn lại trong đề IMAS lớp 5 năm 2013 nhé, được không nhỉ? Thế à, thầy thấy hôm nay mạng rất là tuyệt đấy, không biết các em thế nào. Hello Huy, chào Huy nhá. Rồi các em ơi, thầy trò mình đã chữa đến câu 19 rồi. Alright, we had worked out the question 19 and now we move to the question 20. Alright, question 20. And here we have five word problem. À, Linh Hương bảo là bộ giáo dục đào tạo bảo là không được học kiến thức ngoài sách, chứ không không hẳn như vậy đâu các em ạ. Các em yên tâm nhé. Bộ có giải thích lại về cái điều đấy rồi. Tức là họ không tức là họ nói bị hiểu nhầm thôi không em, chứ không tức họ họ không ngăn cấm cái việc mà giảng kiến thức ngoài sách đâu, em yên tâm nhé. Rồi bố mà là chắc là còn trứng cá mập. Rồi các em ơi, thì chúng mình bắt đầu nhá. Nào hello Hiển, hello Huy đẹp trai. Rồi nào, question 20. There are 54 grid points on a 5 by 8 grid as shown in the diagram, where the size of each small square is 1 centimeters. Starting from point B here, an ant crawls from point to point along the grid lines, visiting each grid point exactly once before returning to P. And the question is, what is the maximum length? What is the maximum length of each part in centimeters? Nào, giúp thầy nào. Hello Kiệt Phong. Hôm nay mạng tốt rồi. À, Phong ơi, hôm nay bị ốm à? Sao đây? Thế là tình hình sao rồi? Có bị sốt à hay sao đấy? Nhưng mà làm thế... Ok, kêu yên tâm em ạ. Tức là họ nói nhầm một chút, cho nên họ họ có giải thích lại rồi. Tuy nhiên á, trong cái phóng sự của chắc là của thời sự hôm nay đúng không em, buổi chiều tối đúng không, thầy cũng có nghe mà, chắc là vì họ chưa cập nhật cái phần mà bộ giải thích lại á. Đây rồi, hello Thăng. À, thầy thầy dịch lên à, đấy nhá. Rồi em nhìn được không, được chưa? Hello Doraemon, theo Nam thì đáp án của câu 20 là D. Nào D, Nam ra rất là nhanh, thầy cho mình kiểm tra xem D đúng không nhá. Các bạn khác em nghĩ sao? Alright, what do you think about Nam's answer? Is correct or not? Thầy dịch cho các em nhé. Chúng ta có 54 cái chấm đúng không em? Có 54 cái chấm này, 54 cái điểm này. Trên một cái ô lưới 5 x 8 đúng nhỉ? 5 hàng và 8 cột, 5 rows and 8 columns. Bây giờ chúng ta có rằng là có một chú kiến các em ạ, chú bắt đầu bò, bắt đầu tại điểm P và chú này chú bò qua các điểm từ điểm này đến điểm kia dọc theo các cái đường này đúng nhỉ, tức là đại loại là không được đi chéo mà chỉ được đi ngang hoặc đi dọc thôi đúng không các em nhé. Chú ấy sẽ đi qua mỗi điểm chính xác một lần, mỗi điểm đi qua chính xác một lần, không đi qua điểm nào hai lần và cũng không đi qua và cũng không có điểm nào không đi qua cả. Nhớ không em, điểm nào cũng đi qua và đi qua chính xác một lần. Trước khi quay trở lại P, tức là đi từ P này,
đi 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 thăm tất cả các điểm rồi lại quay trở về P. Vậy câu hỏi đặt ra là chiều dài của quãng đường mà chú ấy đi được là bao nhiêu theo các em? Đúng rồi, hành trình 24 giờ đúng Nam, Nam cũng xem à? Lúc chiều thầy cũng xem ấy, chính xác là chương trình hành trình 24 giờ. Thực ra là các em ạ, ngay sau đấy là bộ có lên tiếng giải thích về về cái phát ngôn đấy, tức là họ nói bị hiểu nhầm thôi. Tuy nhiên thì chắc là vì chương trình thời sự họ chưa cập nhật cái phần đấy lên. Thì các em yên tâm. Ở đây, Bồng ơi, IMAX khó hơn một chút đúng không? Cố lên nào. Thế cho mình có thể làm được, cố lên các em. Kiệt Phong quyết định là chọn phương án là 20%, đúng không? 20% đúng không? Rồi nào. Nam bảo là Wi-Fi very good, 720p rất nét đúng không game? Huy cũng cho rằng là D. Doraemon cũng cho rằng là D. Nam cho rằng là D, rất nhiều bạn cho rằng là D. Kiệt Phong thì quyết định là cho 20% vào phương án E. 93. Nào, các em ơi, chúng ta có 54 điểm được em. Có thể là các em chưa tìm được chiều dài của cái quãng đường mà chú Kiến chú đi. Tuy nhiên ấy, là các em có thể tức là chưa tìm được chiều dài, nhưng thầy nghĩ là các em có thể tìm được cái cách mà từ điểm P đi qua toàn bộ các điểm còn lại, mỗi điểm đi qua một lần, sao cho sau đấy lại quay trở về P. Các em có tìm được cái cách nào để đi không? Nó giống như là một cái bài toán mê cung ấy các em ạ, hoặc là bài toán nối điểm. Đúng không các em? Hello Trung nhá. Chào Trung. Linh Hương này, Hiển này, Hải Dương này, Hoàng Huy đều ra, Khánh Linh đều ra đoán là D. Các em rất đồng lòng. Huy cũng ra là D. Đây nhá các em nhá. Thầy cho mình sẽ thử này. Nếu như bây giờ thầy thử đi như thế này. Thế nào? Nếu như đây, thầy giả sử nhá, thầy có thầy viết ít điểm hơn nhá, 1, 2, 3 thôi, được không em? Đây, thầy giả sử như để là để nó mất thời gian thì thầy giả sử lớn thầy có 12 điểm, được không em? We have 12 points. Bắt đầu từ điểm này, và điểm P. Chúng ta phải đi thế nào đấy để gì nhỉ? Để đi qua được toàn bộ các điểm, mỗi điểm một lần. Được không em? Và quay trở về P. Nếu như thầy đi thế này được không? Đi này, đó, lên đây. Lên đây, xuống đây, lên đây. Nếu như đi thế này các em ạ, nếu như đi thế này thì nó gặp một cái tình trạng là sẽ không thể quay trở về B rồi. Đúng không em? Bởi vì đến đây là bị tắc tì rồi. Đến đây nếu như mà lại đi sang đây ấy, thì là cái điểm này đã đi qua 2 lần. Đúng không em? Mà đề bài nói là mỗi điểm chỉ đi qua 1 lần thôi. Do vậy là đi theo cái phương án này là không ổn. Đúng không em? Là không ổn. Thầy cho mình thử cách khác nhá. Đây, anh em chọn thử một cách khác. Bây giờ thầy quyết định cho nhiều điểm lên. 16 điểm, được không em? 4 times 4, 4 x 4, đúng không nhỉ? 16 điểm. Nào, chúng ta sẽ đi cách khác. Chúng ta phải đi thế nào đấy mà từ P nó có thể quay trở về P, sao cho đi qua mỗi điểm chỉ đi qua một lần thôi, được không nhỉ? Alright. Nào, cố lên Kiệt Phong ơi, không khó đâu. Nào, here, from P We move down, chúng ta đi xuống. And then we move to the right, chúng ta đi sang bên phải. Đúng không em? Về đi, tức là thay vì đi như bên trên là chúng ta đi đến đây là chúng ta lên luôn, chúng ta đi hết một lượt bên phải. And then we move up, chúng ta đi lên một thôi các em, đi lên một thôi. And then we move to the left. And then we move up, we move to the right, we move up. And then we move to the left to return to the point B. Nếu như đấy các em nhìn thấy không? Thì đây là cách để chúng ta có thể đi được qua tất cả các điểm, mỗi điểm một lần và quay trở về P. Nếu nghe thầy đã giấu tên nhá. Được không nhỉ? Đó, mấu chốt của bài toán này là các em nhận ra cái cách để đi thôi. Đơn giản đi như này. Đấy, các em nhìn thấy không? Được không nhỉ? Nó tạo thành một cái chữ hơi giống cái chữ C, đúng không em? Hơi giống chữ C. Được không nhỉ? Đó. Thì với cái hình như trong đề bài á, đúng không nhỉ? Ở đây là thầy tính theo hàng, đúng không em? Có 4 hàng điểm chấm. Còn ở trong bài toán này ấy, họ nói là 5 by 8, là họ tính là
5 cái hàng ô vuông. Còn nếu tính hàng điểm chấm là có mấy hàng điểm chấm nhỉ? 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, đúng không em? 6 6 hàng chấm và mấy cột nhỉ? 9 cột. Đúng không em? Thì cái cách với cái ô lưới ở trong bài 20 các em cũng đi tương tự như thế này. Các em đi xuống hết một lượt, đúng nhỉ? Các em đi xuống hết một lượt. Vòng sang ngang, đi lên trên, vòng sang lên, vòng lên, vòng lên, vòng lên, vòng. Được không em? Đó, các em sẽ đi như thế này. Được không nhỉ? Và quay trở về P. Em hiểu ý thầy không? Nhá. Và bây giờ đề bài nói là chúng ta cần phải tính cái chiều dài của quãng đường mà chú kiến chú đi qua. Right. Now we need to find the length of the part that ant move over. Now. So how do we find the length here? From P, from this point, từ P đúng không em? Đi xuống điểm này, đi xuống đây. Đấy. Move down. Here is how many centimeters? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm đúng không em? Bởi vì mỗi cạnh của hình vuông là 1 cm mà. Đấy là mỗi cạnh của hình vuông là 1 cm. Từ điểm này là đi sang đây. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7. I'm sorry. Alright. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. 13 rồi đúng không em? Xong rồi đi lên đây. Được không nhỉ? 14 rồi đi về đây. Được không nhỉ? Thầy làm nào thì tô màu được cái này để các em nhìn dễ hơn nhỉ? Thầy xem nào. Có phương án nào để thầy tô màu cho các em dễ nhìn không nhỉ? Không có cách nào. Ở đây hơi hơi khó để thầy có thể tô màu được. Tuy nhiên là chúng ta sẽ đi như thế này. Được không em nhá? Các em hình dung được không? Đây. Thầy vẽ mũi tên nhá. Đi xuống, sang ngang, lên, sang, lên, sang, lên, sang. Được không nhỉ? Đó, các em hình dung được không? Và sau khi các em đã đi theo kiểu này ấy, thì các em dễ dàng tìm được chiều dài của đoạn đường hướng kiến đi. Không khó, đúng không nhỉ? Chỉ đếm cái số lần của cái cạnh của hình vuông thôi. Được không em? Right. And the correct answer of the question 20 is D, 54. Chính xác là đáp án 54 các em ạ. Ở nhà các em sẽ giúp thầy tìm nốt đáp án nhé. Không khó, đúng không nhỉ? Quan trọng nhất là các em nhận ra cách để đi thôi. Được không nhỉ? Alright. Yes. Now, we move to the question 21. Thầy cho mình sẽ chuyển sang câu 21 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ không còn lựa chọn để chọn nữa, đúng không nhỉ? Không còn là 20% như là Kiệt Phong nói nữa, đúng không em? Chúng ta không còn 20% nữa rồi. Bây giờ các em sẽ phải tìm ra được đáp án, được không nhỉ? Nào. Question 21. Sắp hết rồi đúng ơi, chỉ còn vài câu nữa thôi. Đúng 5 câu nữa là hết đề IMAX. Cố lên game. Question 21. Some cacks are missing from a deck of 52 cacks. If the incomplete deck is depth to four players so that it receives the same number of cacks, then three cacks are left. If it is depth to three players instead, with each still receiving the same number of cacks, then one cack is left. What is the maximum number of cacks are there in the incomplete deck? Giúp thầy nào. Câu số 21 cũng là một câu rất là hay. Thầy cho mình bắt đầu nhá. Sắp rồi, bóng ơi cố lên nào, sắp quay trở về đấy cũ rồi, cố lên nghe một chút nữa thôi. Thầy dịch cho các em nhá, được không nhỉ? Có một số cái tấm thẻ bài ấy, đúng không em, cái bộ bài ấy, đúng không em, bộ bài bị thiếu từ một cái bộ bài đầy đủ là 52 lá. Các em biết bộ bài đúng rồi, đúng đúng rồi đúng không? Con gì nhỉ, Ijika ấy, đúng không nhỉ, bộ bài Tây á thì có 52 lá bài. Thì bây giờ cái bộ bài này nó bị thiếu mất một vài lá thì không, các em nó không có đủ 52. Bây giờ nếu như cái bộ bị thiếu này này được chia, được nhỉ, được chia chia bài cho 4 người thì mỗi người sẽ nhận được số lượng bài bằng nhau. Tuy nhiên thì có 3 lá bài bị dư ra. Có 3 lá bài bị dư ra. Đúng không em?
bây giờ nếu như mà chúng ta chia cho ba người, chia đều bài cho ba người, vừa nãy là chia cho bốn người, bây giờ là chia đều cho ba người, thì mỗi người sẽ nhận được số lá bài như nhau và có một lá bài bị dư ra. Câu hỏi đặt ra là vậy thì cái số lượng lớn nhất, số lượng nhiều nhất các lá bài của cái bộ bài còn thiếu này là bao nhiêu lá? Bộ bài còn thiếu này có thể có nhiều nhất bao nhiêu lá bài? Theo Huy thì là 51. Nào, thầy tổng kết lại nhé, các em, bài này rất đơn giản này, với chị này này, có một bài còn thiếu, được không nhỉ? Nếu chia cho 4 người thì dư 3, nếu chia cho 3 người thì dư 1. Hỏi nhiều nhất có bao nhiêu lá bài? Đó, bài toán nó chỉ đơn giản thế thôi các em ạ. Now, how do you find the number of cats in this incomplete deck? Nào, giúp thầy nào. Sao Linh Hương với cả Nam đang chat với nhau bằng tiếng tiếng gì đấy? Trung Quốc đúng không em? Thầy cũng không dành mấy tiếng đấy lắm. Hello Thơ, chào Thơ nhá. Bây giờ thầy Thơ xuất hiện. Giúp thầy có 21 nào. Cố lên các em làm được mà, không khó. Các em làm được. Chia 4 dư 3, chia 3 dư 1. Vậy nhiều nhất có bao nhiêu lá bài? À, tiếng Nhật à? Thầy lại cứ tưởng là tiếng Trung Quốc. À, Huy quyết định đổ lại thành 47. Thăng thì nghĩ rằng là 51. Huy đổi thành 47. Nào, các bạn khác, các em nghĩ sao? 47 or 51? The number of cats, if we divided the number of cats by 4 people, we will have 3 cats remain, or 3 cats left. If we divide the cats to 3 people, we have 1 cat left. The question is, what is the maximum number of cats are there? Nào, giúp thầy nè. Cố lên kem. Theo Nam thì là 51. Kiệt Phong chọn là 47. Cố lên các em nào, nghĩ kỹ nào, nghĩ kỹ nào, không khó. Chia 4 dư 3, chia 3 dư 1. Vậy có bao nhiêu lá? Alright, now. Here we have. We will find all. Bạn Huy đẹp trai quyết định chọn là đáp án là 43. Một đáp án hoàn toàn khác với các bạn khác. Trong khi Hoàng này, Linh Hương này, rất nhiều bạn khác chọn 47 và 51, thì Huy quyết định là 43. Để cho mình kiểm tra nhé. Alright, we will check this. À, Bấm cũng quyết định là 43 giống Huy. Nam cũng là 43. Nhiều bạn 43 rồi đấy. Rồi nè, game ơi, mình xem nào. Now, we list all the number. We list, Hiền cũng chọn 43. We list all the numbers that divided by 4 with remain 3. Chúng ta sẽ liệt kê tất cả các số nhỏ hơn 52 mà chia cho 4 dư 3 nhé các em nhé. Nào, the number that are number số nhiều, đúng nhỉ? Số nhiều, vì có sẽ có nhiều số. That are less than, nhỏ hơn 52, bởi vì bộ bài nhiều nhất chỉ có 52 lá thôi, đúng không em? That are less than 52, and this is divided by four, we remain three. Nào, chúng ta liệt kê tất cả số này nhỏ hơn 52 mà chia cho 4 dư 3. Thông thường thì chúng ta sẽ liệt kê từ số nhỏ số lớn, đúng không em? Alright, normally we list from least to greatest. Alright, but for this problem, we should list from greatest to least.
Đúng không? Với bài toán này thì chúng ta sẽ liệt kê từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Các em bạn nhé, để đỡ mất thời gian. Tại sao lại thế thì thầy sẽ chia sẻ kỹ hơn nhé. Nào, nhỏ hơn 52 chia 4 dư 3. 52 chia cho 4 thì dư mấy nhỉ? 52 chia cho 4 thì không có dư đúng không em, chia hết luôn. Như vậy cái số mà 52 chia 3, số đầu tiên là 51. 51. Alright, 51. And then we minus 4 to find the next number. Minus 4 equals 47. Minus 4 we have 43. Minus 4 we have 29. Alright, and so on. Và nhiều số khác nữa. Được không em? Hello bạn Thanh Lê, em tên là gì nhỉ? Cho thầy xin tên của em nhé. Hello em, buổi đầu tiên với cả lớp online đúng không? Rồi nào, bây giờ chúng ta sẽ liệt kê tất cả các số nhỏ hơn 52 mà chia 3 dư 1. Nào, thầy tương tự như vậy nhé, thầy chỉ biết là chia 3 dư 1 thôi nhé. Divided by 3, we remainder, thì viết tắt là error, remainder 1. Nào, chúng ta cũng liệt kê từ lớn nhất đến nhỏ nhất. 52 đúng không em? 52 chia cho 3 thì bao nhiêu? 51 thì chia cho 3 là 52 chính là số chia 3 dư 1 đấy anh em ạ. 52. Alright, 52. And what is next? Minus 3, chúng ta trừ đi 3 đúng không em? Trừ 3 is 49. Minus 3 we have 46. Minus 3 we have 43. Minus 3 we have 40. Alright, and so on. Ok, và bây giờ nhiệm vụ của các em là Quang Vinh, hello Vinh nhá. Chào Vinh, rất là vui khi gặp em. Hello Sơn Lâm, em tên là Lâm đúng không Lâm? Hello Phúc nhá. Lâm cũng chọn là 43. Bây giờ các em sẽ tìm ra cái số chung của hai số này các em ạ. Alright, we need to find the common number of these numbers. Here, 43 and 43. Đúng không? Số 43 là số xuất hiện ở cả hai dòng. Do đó là bộ bài không đầy đủ này sẽ có 43 lá bài các em ạ. Đúng không? Số 43 sẽ là số thỏa mãn cả hai điều kiện. Thứ nhất là chia cho 4 dư 3 và thứ hai là chia cho 3 dư 1. Được không các em? Thậm chí là nó thỏa mãn thêm một điều kiện nữa là số này nhỏ hơn 52. Được không các em? Đúng không? Thực ra số 52 đây là chọn không tính này, đúng không? Bởi vì đây là bộ bài không đầy đủ, nó không thể có đủ 52 lá được. Đúng không? Nó phải có nhỏ hơn 52 lá. Được không em? Do đó đáp án đúng của bài toán này là 43 các em ạ. Số 47 mà các em nói ấy, cái số 47 thì nó chỉ chia 4 dư 3 thôi. Nhưng số 47 chia 3 không dư 1. Các em hiểu không nhỉ? 47 chia 3 là dư 2 cơ. Nên 47 không được tính. Số 43 là số lớn nhất có thể mà thỏa mãn bài toán này. Được không em? 43 is the maximum, right? Is the maximum numbers kept packed. They are in the incomplete. That. Được không em nhá? Đáp án là 43. Được không nhỉ? Chúc mừng các bạn có số có đáp án là 43 nhá. Cảm ơn game. Rồi, chính xác rồi. À, Ngọc Sơn. Ok, hello Sơn. Sơn đang dùng nick của, chắc là em đang dùng nick của ba đúng không? Rồi, tôi nhớ rồi. Ngọc Sơn, ok. Yes, cảm ơn Huy. Cảm ơn Hoàng. Yes. Đúng rồi. Okay. Có một bạn là bạn Diệu, Diệu Thúy Thái, em tên là gì đấy? Cho thầy xin tên của em nhé. Đúng rồi, cảm ơn Hải Dương. Các em ơi, thầy cho mình sẽ chuyển sang một bài toán rất là thú vị nữa nhá. Bài này cũng rất là hay này. Nào, các bài càng về cuối càng hay em ạ. Question 22. The diagram shows a 4 cm by 4 cm piece of paper overlapping a 3 cm by 5 cm piece of paper. Đại loại là họ nói là cái hình này có hai cái miếng giấy đúng không em? Một miếng là 4x4 và một miếng là 3x5 đặt chồng lên nhau, overlapping, đặt chồng lên nhau. By how many centimeters square does the area of the non-overlap part of the square piece of paper exceeds the area of the non-overlap part of the rectangular piece of paper? Ở đây họ nói là gì? Theo các em thì diện tích, đúng không nhỉ? Diện tích của cái phần không bị chồng lên nhau ấy, đúng không nhỉ? Overlap thì là chồng lên nhau. Thêm một cái từ là non, non này, cái gì nữa? Non overlapped tức là không chồng lên nhau.
diện tích của cái phần không chồng lên nhau của hình của miếng giấy hình vuông thì exceed là kiểu vượt quá hoặc là hơn, đúng không em? Cái từ này là em ít gặp này. Thực ra là họ đang hỏi hiệu số, em. Right? They are asking the difference between two these areas. Họ đang hỏi về hiệu số hai diện tích. Tuy nhiên ấy, họ không muốn nói rõ cái từ difference cả. Họ không muốn nói rõ cái từ difference ra, đúng không em? Mà họ giấu cái từ đi, họ thay bằng cái từ exceed là vượt quá hơn bao nhiêu. Đúng không em? Nhớ lưu ý từ này nhé. Exceed the area of the non-overlap part of the rectangular piece of paper. Thì theo game cái diện tích của cái phần không chồng lên nhau của hình vuông thì hơn bao nhiêu so với phần diện tích không chồng lên nhau của hình chữ nhật. Nào giúp thầy. À Duy, em tên là Duy Lan hay là Duy Lân? Duy Lan à? Cái đó mà càng khó đúng hơn. Và đấy không khó đâu các em ạ. Không khó đâu, tin thầy đi. Right, trust me, nó không khó. Nhưng nó cần các em cần phải tư duy một chút, nghĩ một chút. Nó không khó các em ạ. Họ không hỏi đánh đố đâu mà họ muốn các em phải tư duy động não một chút. Cố lên nào. Wow, theo Quang Vinh, theo bạn Vinh thì đáp án là 20. À theo Huy đẹp trai thì là 1 cm. Wow. Nào, để cho mình cùng xem nhé. Đáp án là bao nhiêu đây? Which is correct answer? Theo Kiệt Phong thì là 17. À, Hiển cũng giống Huy, Hiển cho rằng là 1 cm square. Nào, các bạn khác em nghĩ sao? Đại loại nhé, thầy tóm tắt lại bài toán này. Có hai miếng giấy, một miếng hình vuông, một miếng hình chữ nhật. Hình vuông thì có kích thước là 4x4, hình chữ nhật có kích thước là 3x5. Bây giờ họ đặt chồng lên nhau, đặt chồng hai miếng này lên nhau như hình vẽ. Câu hỏi là cái sự chênh lệch giữa hai cái phần mà không chồng lên nhau là bao nhiêu? Đấy, bài toán chỉ đơn giản thế thôi các em ạ. What is the difference of the non-overlap areas of two these figures? À, theo Hải Dương cũng là 1. Khi bảo là không khó chỉ dễ sai thôi đúng không? Theo Quang Vinh thì là 30. Không biết là Vinh lấy số 30 ở đâu ấy. Vinh ơi, Vinh làm nào tính được 30? Hình như là số này hơi lạ. Với cách dữ kiện để bài cho chúng ta hơi khó để tìm được số 30 nhỉ? Kể cả cộng tổng hay là chia hay nhân thì cũng hơi khó để ra 30. Nào, các bạn khác kênh nghĩ sao? À, Linh Hương cho rằng là 1 cm square. Now, alright, to find this problem, firstly, we find the area of the square. The area of square is 4 times 4 equals 16 centimeters square. Okay, 4 × 4 = 16. And then we find the area of the rectangle. A rectangle is 3 times 5 equals 15 centimeters square. Ok, chúng ta tính được diện tích của hai cái này. Theo Nam thì là 12, theo Thăng thì là 1 cm². Theo Khánh Linh cũng là 1. Có vẻ các em đã nhận ra cách làm rồi đúng không? Alright, yes, not hard, right? Nó không khó đúng không các em? Rồi, bây giờ họ đặt chồng lên nhau, đặt chồng hai phần lên nhau. Và họ hỏi cái sự chênh lệch của cái phần không chồng với nhau, tức là cái phần màu trắng, đúng không em? Chính là cái phần màu trắng. Họ hỏi là hai cái phần màu trắng này của hình vuông và phần màu trắng của hình chữ nhật thì hơn kém nhau bao nhiêu. Thì bây giờ này, các em ơi, để tìm được cái phần màu trắng của hình vuông ấy, thì có phải là các em sẽ lấy tổng diện tích là 16 trừ đi cái phần diện tích mà chồng lên nhau, cái phần mà bị tô màu ấy, đúng là cái phần màu xám ấy, phần hình tam giác màu xám ấy. Đúng nhỉ? 16 trừ đi tam giác thì thầy gọi tắt như vậy nhé. 16 trừ đi diện tích tam giác. Còn cái này là 15 trừ đi diện tích tam giác. Được không nhỉ? Thầy viết tắt nhé. Được không em? Hai phần, đó là một phần là 16 minus the area thì viết tắt là chữ A của tam giác thì ghi chữ tam giác ở đây. The area of the triangle. Đúng nhỉ? And here we have 15
minus the area of a triangle. Đúng nhỉ? Cũng là 15 trừ đi diện tích của tam giác. Bây giờ họ hỏi gì nhỉ? Họ hỏi cái sự chênh lệch của hai cái này. Tức là chúng ta thực hiện phép trừ, đúng không? We take the subtraction, chúng ta thực hiện phép trừ. Hiền này, Nam này, Hoàng đều ra là 1 đúng không? Alright, now. Bây giờ trừ, bây giờ dễ rồi đúng không các em? Tóm gọn ra đúng nhỉ? 16 minus area of the triangle minus 15 trừ với trừ lại cộng đúng không em? Plus area of the triangle. Right. Here we have minus area of triangle plus area of triangle. This is cross. And we just have 16 minus 15 equals 1 centimeter square. Đúng không? Đáp án đúng sẽ là 1 cm vuông. Được không nhỉ? Alright, yes, centimeter square, đúng không em? Chính xác. Thực ra các em ạ, cái bài toán này đây là thầy làm một cách cẩn thận. Còn nếu như mà các em hiểu, các em đi thi ấy, các em chỉ cần nghĩ thật nhanh cái này này. Cái phần mà không được tô màu, hai cái phần diện tích của hai hình này đều bị giảm đi một lượng như nhau. Nó đều bị giảm đi một lượng là cái phần hình tam giác màu xám này, đúng không nhỉ? Hai số cùng giảm đi một lượng như nhau thì hiệu số sau đó không thay đổi. Hiệu số ban đầu là 16 trừ 15 bằng 1. Sau khi cùng giảm đi hai số một lượng như nhau thì hiệu số mới vẫn là 1, đúng không nhỉ? Thực ra cái bài toán này nó chỉ có thế thôi các em ạ, đúng không nhỉ? Nó rất đơn giản. Tuy nhiên đấy, họ cố tình làm phức tạp hóa nó lên để thử thách tư duy của các em, đúng không nhỉ? Để thử thách tư duy của các em. Và họ cố tình gắn bài toán đại số thành một bài toán hình. Em có nhận ra vấn đề không? Đúng không nhỉ? Thực ra đây là một bài toán đại số, bài toán số học, đúng nhỉ? Hiệu hai số ban đầu là bao nhiêu thì sau khi giảm hai số đi một lượng như nhau, hiệu hai số mới vẫn là bấy nhiêu. Đúng không nhỉ? Nó chỉ là bài toán như vậy thôi các em ạ. Đúng không? Nhưng mà họ đã phát triển nó lên thành một cái tầm mới, đúng không nhỉ? Và gắn nó với cả một bài toán hình. Đúng không các em? Rất là thú vị đúng không nhỉ? Rồi, cảm ơn các em. Hello Đăng Quang, bây giờ mới thấy em xuất hiện nha. Rồi. Đúng rồi, cảm ơn Linh Hương, em lại đứng rồi đấy. Now, we move to the question 23. Câu số 23 nào. Giúp thầy nhé. Question 23. For the class photo of 42 students, the Photoshop charges $10 for the first copy and $3 for each additional copy. Moreover, a bonus of 2 copies is given for an order exceeding 30 copies. If each student gets 1 copy, how much must they pay the Photoshop altogether? Nè, giúp thầy nè. Đúng rồi, thầy cảm ơn Sơn nhá. 1cm vuông là đáp án đúng, không khó đúng không em? Rồi, giúp thầy câu 23 nè. Đúng rồi, cảm ơn Linh Hương, em biết rất là đầy đủ, chính xác. Thầy dịch cho các em câu 23 nhé. Câu 23 là thế này. Đối với cả một cái bức ảnh chụp cả lớp 42 học sinh, nhớ không nhỉ? Thì cái cửa hàng photo này, đúng nhỉ? Nhận được đi, đúng nhỉ? Cái cửa hàng photo này này, cái cửa hàng shop này, thì sẽ lấy, đúng nhỉ? Sẽ thu $10 cho cái bản sao chép lần thứ nhất. Tức là gì? Chắc là các em cũng đã nhiều lần chụp ảnh lớp rồi đúng không? Sau khi mà chụp ảnh thì họ sẽ chép nó ra làm nhiều cái ảnh khác nhau, đúng không nhỉ? Họ sẽ in ra làm nhiều bản khác nhau. Mỗi bạn ở trong lớp sẽ nhận một bản, đúng không em? Một cái ảnh nhé, đúng không nhỉ? Thì bây giờ cái cửa hàng này quyết định là thu $10 cho cái tấm ảnh sao chép thứ nhất, the first copy, và $3 cho mỗi một cái tấm ảnh thêm vào, đúng không nhỉ? Additional là thêm, đúng không các em? Ngoài ra thì họ sẽ bonus, tức là thưởng hoặc là thêm, đúng không nhỉ? Khuyến mại, họ sẽ khuyến mại hai cái bức ảnh. Nếu như mà nhận được một cái đơn đặt hàng là
là đặt hàng trên 30 bức ảnh. Đấy nhỉ? Các em lại gặp một cái từ, đó là chính là cái từ bên trên, đó là từ exceeding. Đấy nhỉ? Chính là cái từ exceed này này, đấy nhỉ? Chính là từ exceed. Exceed thì nó có nghĩa là, nó có nghĩa là vượt quá, đấy nhỉ? Hơn bao nhiêu đấy. Đấy nhỉ? Với một cái đơn hàng mà trên 30 bức ảnh thì họ sẽ khuyến mại thêm 2 bức ảnh không lấy tiền. À, bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu như mỗi bạn học sinh sẽ nhận một bức ảnh, vậy họ phải trả cho cửa hàng chụp ảnh bao nhiêu tiền? Theo các em, cố lên nào. Cố lên Phong ơi, thầy biết là em đang mệt, cố lên nhá. Chỉ một chút nữa thôi. Bống nhìn rất là tinh đúng không? Bống bảo là, bống bảo thầy là chụp ảnh mà sao còn móc mũi. Đây, công nhận bống nhìn tinh thật, chính là bạn này đúng không em? Ok. Yes. Rất là tinh đấy. Thầy cũng không để ý. Rồi, cảm ơn bống. Câu 4, câu 23 là các em cũng thầy. Nào, thầy nói lại nhá, lớp học của 42 bạn học sinh quyết định là đi chụp ảnh. Cái bức ảnh đầu tiên thì phải trả 10 đô. Các bức ảnh tiếp theo thì phải trả mỗi bức ảnh là 3 đô. Ngoài ra thì nếu như mà nhận được một đơn đặt hàng trên 30 bức ảnh thì cửa hàng sẽ khuyến mại 2 bức ảnh miễn phí. Câu hỏi đặt ra nếu như mỗi học sinh được nhận một bức ảnh, hỏi là họ sẽ phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền? Giúp thầy nào. Không khó đúng không em? Theo Huy thì là 127 đô la. Theo Bống thì là 137, sao lại có sự khác nhau chênh lệch. Theo Kiệt Phong thì là 130. Theo Nam thì là 127. Nào các bạn khác, các bạn khác nghĩ sao? How do you think about the question, this question? Các em nghĩ là bao nhiêu, 127 hay 130? Kiệt Phong là 130, Nam là 127, Bống thì 127, Linh Hương là 130, Hiển là 127. Nào, bao nhiêu đây nhỉ? Đáp án nào đúng đây các em? Alright, what is the correct answer? Nào, alright, we will check this. Đăng Quang là 127 này, Sơn là 127 này, Quang Vinh là 127 này, Hải Dương 127, Hiểu 127. Nào, we will check this. Các em ơi, cùng kiểm tra nào. Đầu tiên các em cần phải nhận ra là gì nhỉ? Alright, for 42, alright, the number 42 is greater than 30. Đúng nhỉ? Vậy là đơn đặt hàng này là lớn hơn 30 bức ảnh. Do đó là chúng ta sẽ được khuyến mại 2 bức ảnh miễn phí, đúng không em? Bonus 2 free photos, đúng không nhỉ? Rồi, ok, thì đã nhận được câu trả lời bạn, bạn Thúy Thái cũng nhận cũng là 127 đô la, đúng không game? Phúc cũng là 127 này. Nào, chúng ta có được bonus 2 free. So now we just pay for 42 minus 2 equals 40 photos. Chúng ta chỉ phải trả tiền 40 bức ảnh thôi, đúng không em? Và vẫn nhận được 42 bức, đúng không em? Rồi nào, for this 40 photos, the first photo we need to pay 10 đô la. Với bức ảnh đầu tiên chúng ta phải trả 10 đô la, đúng không em? And each additional copies, we need to pay $3. And now we have
40 minus 1 equals 39, right? 40 trừ 1 là 39. Với 39 bức ảnh này, mỗi một cái phải trả là $3 anh em ạ. $3. Đúng không em? Bây giờ mình sẽ kiểm tra là bao nhiêu nào. Equals how many? Yes. $127 is correct answer. Đó là $127. Đúng không em? Đó thì thực ra các em ạ, đề thi IMAS đúng là có một số câu thì đòi hỏi tư duy cao, đúng nhỉ? Tuy nhiên ấy, thì các em có thể thấy rằng là nó không quá khó, đúng không em? Nó không quá khó, nó không quá đòi hỏi chúng ta phải sử dụng gì nhỉ? Các cái mẹo mực gì cả, đúng không em? Tuy nhiên á, đúng nhỉ? Nếu như chúng ta đọc hiểu được đề bài á, thì chỉ cần qua một vài phép tính thôi, đúng nhỉ? Là thầy cho mình đã tìm được đáp án đúng rồi. Đây là câu số 23 trên tổng số 25 câu, đúng nhỉ? Là câu gần cuối rồi, tuy nhiên cũng rất là dễ, đúng không em? Không có gì khó khăn, đúng nhỉ? Đáp án đúng là $127 đấy. Alright, 127 is correct answer. Rồi, cảm ơn game, cảm ơn Khánh Linh, Hải Dương, Hoàng Sơn, Đăng Quang, cảm ơn rất là game, chính xác rồi. Bây giờ Linh Cương trả lời đi rồi. If the bonus of two copies is given for an order exceeding 30, so they must use for money for yes 40 copies. Chính xác, bởi vì họ thưởng thêm hai cái. 40 copies are for additional copy, so 40 copy have a price. À, Linh Hương ơi, em quên mất một chi tiết là thế này. Tức là Linh Hương bị quên mất một chi tiết, đó là Linh Hương em bị hiểu nhầm một chút. Linh Hương em đang hiểu là mỗi một cái thêm là đều tính là $3, đúng không? Em tính như thế đúng không? 40 cái thêm là 40 x 3 là 120. 120 cộng với $10 nữa là 130, nhưng không phải như vậy. Tức là thế này Linh Hương nhá. Trong 40 cái này này, trong 40 cái bức ảnh này này. Được không nhỉ? Thì cái đầu tiên ấy, the first sẽ tính là $10. Còn lại 39 cái thì mỗi cái này là $3, $3 each. Mỗi cái này mình tính là $3. Thì không Linh Hương nhá. Em Linh Hương em nhập một chút. Thì không nhỉ? $3 each. Do đó là chúng ta có là $10 cộng với 39 cái còn lại, mỗi cái bị tính là $3. Được không nhỉ? 127 nhá. À Duy Lân, ok Lân, thầy nhớ rồi, cảm ơn Lân nhá. Duy Lân, yes. Rồi nào, we move to the question 24. Game ơi, câu 24 nào. Cố lên game. Đây lại là bài toán rất thú vị các em ạ. Bài này thú vị hơn bài kia nhá. Nào, thì cho mình cùng thử nào. À, bốn bảo là mai bốn nhận được kết quả cho full primary. Yes. Question 24. The diagram shows 7 flowers printed on a piece of paper. What is the smallest number of straight lines we must draw to divide the piece of paper into several regions so that each flower is in a different region? Nào, giữ thời nào. Theo Hiền thì đáp án của câu 24 là 3. Các em thấy thế nào? Các em nghĩ sao? Thầy dịch cho các em nhé. Cái hình ở dưới thì cho thấy là có 7 bông hoa, đúng nhỉ? Được in trên một cái tờ giấy. Theo các em thì chúng ta cần ít nhất là bao nhiêu đường thẳng để vẽ, đúng nhỉ? Để chia cái tờ giấy này, chia bức tranh này thành những cái phần, những cái miền, đúng nhỉ? Khác thành những cái miền, sao cho là mỗi một bông hoa thì ở một cái miền khác nhau. Đây thầy dịch xuống nhé. Đây, em nhìn được không? Một bài toán khá là hay đúng không em? Có 7 bông hoa ở trên một tờ giấy, cần vẽ bao nhiêu đường thẳng để mỗi một bông hoa nằm trên một miền khác nhau? Tức là không có hai bông hoa nào nằm cùng một miền cả. Mỗi bông hoa là ở một miền. Thầy ở lớp các anh chị lớp 6 online các em ạ. Ở lớp 6 online các anh chị lớp 6. Thầy cũng hướng dẫn một cái bài gần tương tự như thế này. Không biết là bạn Doraemon có đang xem không? Dũng ơi, em có đang xem không? Em có nhận ra đây là bài toán gần giống với bài toán gì không Dũng ơi? Bởi vì bạn Dũng bạn ấy tham gia lớp 6 online các em.
Đó là một bài toán rất thú vị. Theo Hiển thì là ba đường, chúng ta cần ba đường thẳng. Các bạn khác, các em nghĩ sao? Cần mấy đường nhỉ? Mấy đường để có thể chia làm chia mỗi bông hoa thành một 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 miền? Theo các em là mấy? How many street lights? Đây này. Nào các em, các bạn khác ra đáp án chưa? À Hiển ơi, tại vì là cái bài này á, ở lớp 6 online thầy giảng cũng hơi hơi lâu lâu rồi. Mà Hiển mới vào nên chắc là thầy nghĩ là Hiển em chưa kịp xem cái video đấy. Theo bố cũng nhận 18, sao nhiều đấy nhỉ? Nhiều đường thẳng thế. À, hai bạn đang nói về phòng đúng không? Phòng thi đúng không? Theo bố thì là 4 đường thẳng, theo Sơn thì cũng là 4. Now, alright, how about others? Các em nghĩ sao? Bao nhiêu nhỉ? Các em ạ, cái bài toán này thì họ cho cái hình vẽ tức là hơi thầy cảm thấy là cho hình vẽ này nó hơi bị hơi bị khiên cưỡng một chút. Tại sao thầy nói từ khiên cưỡng? Thì nó thầy giải thích kỹ hơn để các em hiểu nhé. Quang Vinh thì cho rằng là 7 này, Hoàng cho rằng 5, Khánh Linh cho rằng là 4 đường thẳng. Có nhiều đáp án khác nhau đúng không nhỉ? Trong đó có bạn Hiển, Hiển là ít đường thẳng nhất, Hiển là 3 đường thẳng. Thì bây giờ thầy mới chia sẻ với các em một cái bài toán khác, và đó chính là cái bài toán mà thầy đã hướng dẫn các anh chị lớp 6 online nhé. Đây, đó là bây giờ thầy có một cái bánh pizza. Đó, ok, thầy có một cái bánh pizza rất ngon, đó nha, vị nhân bò, đó nha, xúc xích bò rồi nấm các thứ đúng không? Rồi theo Hải Dương thì là 5 này, Tinh Hương là 4 này, thì là mình kiểm tra. Câu hỏi bây giờ của thầy nó khác một chút. Thầy sẽ dùng mà thầy sẽ cắt cái bánh pizza này làm ra làm nhiều miếng, đúng không? Làm nhiều miếng nhỏ. Theo các em chúng ta cần cắt bao nhiêu lần, cần bao nhiêu đường cắt để chia miếng bánh pizza này làm 7 miếng khác nhau? 7 pieces of pizza. Theo các em cần bao nhiêu đường cắt, cần ít nhất bao nhiêu đường cắt để tạo, để chia cái miếng bánh này làm 7 miếng pizza nhỏ? Không cần phải 7 miếng bằng nhau nhé các em nhé. 7 miếng với những cái kích thước khác nhau cũng được. Okay, theo Lân thì cho rằng là 5 đường. 5 đường. Huy cũng cho rằng 5 này. À, Nam biết bài đấy rồi đúng không? Ừ đúng rồi, Nam thầy có post bài đấy lên trên tường Facebook của thầy đúng không? Facebook cá nhân đấy. Sau đó Nam có bài trả lời đúng không? Thậm chí là thầy còn phát triển bài này lên một tầm khó hơn. Đó là nếu như cắt có một cái bánh pizza đủ lớn, giả sử cái bánh pizza to bằng cái nhà đúng không? Và nếu như cắt 100 đường thì có thể chia cái bánh pizza thành tối đa bao nhiêu miếng? Đúng không Nam? Nam nhớ bài đấy không? Bây giờ cắt hẳn 100 đường, đúng nhỉ? Chia được làm tối đa bao nhiêu miếng bánh, đúng không? Thì đó là một cái bài khó hơn, đúng không? Dành cho các anh chị lớp 6, đúng không? Rồi. Nào, bây giờ nhá, thầy cho mình thử cắt nhá. Bây giờ đầu tiên thầy cắt 2 đường này, thầy thử cắt 2 đường. Được nghe? 2 đường là được 4 rồi đúng không nghe? Cắt 2 đường như thế này là được 4 miếng rồi. 1 2 3 4. Đúng không nhỉ? Bây giờ thầy sẽ cắt đường thứ 3 này. Xem chia được là bao nhiêu miếng nhá. Nào, ở đây đường thứ 3, thầy cắt thế này. Rồi, theo các em bây giờ là bao nhiêu miếng đây? Nè. 1 2 3 4 5 here is 6 and here is 7. Các em ạ, chỉ với ba nhát cắt thôi, chỉ với ba nhát cắt thôi, thầy đã có thể chia cái bánh pizza này làm 7 phần 7 miếng nhỏ. Đúng không em? Chỉ cần ba nhát cắt. Các em ạ, đó là các em cần phải lưu ý, đó là cái đường cắt thứ ba ấy, cái đường cắt thứ ba này này, các em sẽ cắt
sao cho nó đi qua cả hai đường trước đó thì nó sẽ chia được làm nhiều phần nhất. Em hiểu không nhỉ? Còn nếu cái đường thứ ba mà kem chỉ cắt như này thôi này, hoặc cắt như này thôi này, thì nó chia được ít 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 miếng lắm. Kem phải cắt cái đường thứ ba nó đi qua cả hai cái đường trước đó thì nó tạo thành rất nhiều miếng. Hiểu không nhỉ? Tương tự như vậy với cái bài toán như thế này, bây giờ không cần bánh pizza nữa. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ với các em một cái khái niệm toán, đó là region là gì. Đây, trong này các em nhìn thấy từ region đúng không? Đúng nhỉ? Region nghĩa thông thường nó là miền, miền đúng nhỉ? Miền tức là gì? Ví dụ thầy có một cái tam giác đây đúng không em? Đúng nhỉ? Với một cái hình tam giác ở trên một cái mặt bảng như này đúng không nhỉ? Thì nó chia cái mặt bảng này làm hai miền, two region. Một miền là nằm trong tam giác, chúng ta gọi là inside triangle, nằm bên trong tam giác. Và cái miền nằm ngoài tam giác, đúng nhỉ? Miền nằm ngoài thì các em dễ dàng nhận thấy là cái miền nằm trong thì bé hơn miền ngoài, đúng không em? Đúng nhỉ? Đó, thì đây là khái niệm về miền, region, đúng không em? Bây giờ theo các em là chúng ta cần bao nhiêu đường thẳng, cần ít nhất bao nhiêu đường thẳng để chia một cái mặt phẳng thành 7 miền nhỉ? Để chia là 7 miền. Nào, 1, 2 lines and here we have 3 lines. Các em lưu ý là cái để, đúng nhỉ? Để chia được làm nhiều miền nhất thì cái đường thứ 3 các em sẽ cho cắt qua hai đường còn lại. Đúng nhỉ? Xem đến bây giờ là mấy miền nhá? 1, 2 region, 3 region, 4 region, 5 region, 6 region and 7 region. Chỉ với 3 đường thôi, thầy đã có thể chia một cái mặt phẳng thành 7 miền khác nhau. Được không em? Quay trở lại cái bài 24 của chúng ta. Để 7 bông hoa này nằm ở 7 miền khác nhau thì theo các em chúng ta cần ít nhất bao nhiêu đường thẳng nhỉ? Để chia 7 bông hoa làm vào 7 miền khác nhau thì chúng ta cần ít nhất bao nhiêu đường thẳng nhỉ? Thầy đã chia sẻ gần như là dư giải đã ám với các em rồi đấy. Giờ chỉ còn chờ là các em chốt thôi. Now, how many? What is the smallest number of straight lines we must draw? Alright, 3, chính xác là 3 các em ạ. Chính xác là chúng ta chỉ cần 3 đường thẳng thôi các em nhé. Chúng ta chỉ cần 3 đường thẳng thôi để có thể chia tách 7 bông hoa là 7 miền khác nhau. Được không em? Nhớ đáp án của câu số 24 là 3. Được không em? Ít nhất là 3 đường thẳng. Được không nhỉ? Em lưu ý nhá. Đúng rồi, cảm ơn Khánh Linh, cảm ơn Đăng Quang. Bây giờ quay trở lại cái từ mà lúc đầu thì nói ấy, thì có chia sẻ là đúng rồi, cảm ơn Hiển nhá. 3 is correct. Đó là tại sao thầy lại dùng là cái thầy nói là cái hình vẽ này nó hơi bị mang tính hơi khiên cưỡng. Cảm ơn Huy là 3 đúng nhỉ? Tức là thế này các em ạ. Với cái hình vẽ như thế này thì nếu như mà các em nhìn vào cái hình này và các em thử vẽ các đường thẳng ở trên cái hình này thì có thể là các em sẽ gặp khó khăn nếu như mà chỉ dùng 3 đường thẳng để chia 7 bông hoa làm 7 miền khác nhau. Tuy nhiên đáp án đúng lại là 3. Đúng nhỉ? Bởi vì nếu như mà xét về, bây giờ không xét đến 7 bông hoa đúng nhỉ, mà bây giờ chỉ xét về mặt phẳng thôi. Với một mặt phẳng với 3 đường thẳng sẽ chia làm 7 miền. Bây giờ với 7 miền này thầy mới bắt đầu đặt bông hoa. Đúng nhỉ? Thầy mới bắt đầu đặt hoa. Đó, 7 bông hoa đúng không em? 7 bông hoa vào các miền, đúng không em? Mỗi miền một bông hoa. Rồi, đúng không em? Đó, ví dụ như vậy. Đúng nhỉ? Bông ở giữa nữa. Đúng không em? Đó, thì nếu như mà chúng ta vẽ miền xong ấy, vẽ 7 miền rồi mới đặt hoa ấy thì nó dễ hơn. Còn đây là họ vẽ hoa rồi mới đi tìm cái đường thẳng nó đi theo phương nào ấy, thì đôi khi là các em sẽ gặp khó khăn nếu mà chỉ vẽ 3 đường thẳng. Tất nhiên là các em vẽ khéo một chút thì vẫn tìm ra là 3 đường thẳng đấy nó ở vị trí nào. Được không nhỉ? Nhá, cái bông hoa ở giữa này các em sẽ vẽ khéo sao cho nó chính là miền số 7.
Được không nhỉ? Bông hoa ở trên này là miền số 5, miền số 6, miền số 1, miền số 2, đúng nhỉ? Miền số 3 và miền số 4. Các em hiểu cái này không? Được không nhỉ? Nhá. Ok, đáp án là câu 24 là 3 đường thẳng, 3 lines. Được không các em? Nhá. Nào, thầy cho mình sẽ chuyển sang câu cuối cùng. Các em ơi, cố lên nào. Nốt câu này là các em sẽ được trở về với chiếc giường thân yêu rồi. Câu cuối cùng của đề IMAX trước khi thầy cho mình quay trở lại với những tài liệu quen thuộc. Cố lên nhé, tập trung hết sức nhé. Question 25. The six faces of a cubical die are labeled with six different positive integers. If the numbers on any two adjacent faces differ by at least two, what is the minimum value of the sum of these six numbers? Now, câu số 2, câu số 25. Chúng ta có một cái xúc xắc đúng không em? Die, một cái xúc xắc, một hình lập phương cũng được, hoặc là một cái hình khối đúng không em? Với 6, có 6 mặt, thì trên mỗi mặt thì sẽ có 6 cái số khác nhau. Six different positive integers. Có 6 số khác nhau. Nếu như các số ở hai mặt đối diện, thật sự nói hai mặt liền kề, adjacent là liền kề nhau, nhớ các em này, cái từ này quan trọng này, adjacent, hai mặt liền kề nhau, có hai số liền kề nhau đúng không? Thì hai số đó phải có sự chênh lệch hay hiệu số ít nhất là hai đơn vị. Nhớ không? Cứ hai mặt ở đây thầy có một cái xúc xắc, đúng không? Tuy nhiên á, cái này thì nó không có số. Cứ hai mặt liền kề nhau, thầy ví dụ nhé. Đây, hai mặt này được gọi là liền kề nhau. Hai mặt liền kề nhau tức là hai mặt nó có chung cạnh, nó cạnh chung. Được không nhỉ? Hai mặt có cạnh chung thì được gọi là liền kề nhau. Liền kề, liền kề, liền kề. Được không nhỉ? Giả sử như cái này, liền kề, liền kề, liền kề, liền kề. Vì có cạnh chung. Được không em? Cứ có cạnh chung thì được gọi là liền kề nhau. Thậm chí là thầy cho mình có thể suy ra một điều là gì? Trong cái hình này này, thì hai chỉ có những mặt nào mà đối diện nhau, ví dụ mặt trên và mặt dưới, mặt trên và mặt dưới, thì không được gọi là liền kề nhau, đúng không nhỉ? Cứ mặt đối diện nhau thì không được gọi liền kề. Trên dưới đúng không nhỉ? Trái phải không được gọi liền kề, trước sau không được gọi liền kề, đúng không anh em nhé? Thì họ nói rằng là cứ liền kề nhau thì các số ở trên đó phải chênh nhau ít nhất hai đơn vị. Vậy tổng gì nhỉ? Tổng, vậy thì cái giá trị nhỏ nhất của tổng 6 chữ 6 số này là bao nhiêu? Theo Ken, theo Huy đẹp trai thì là 12, theo Sơn thì là 22. Lân ơi Lân, em thử tắt video và thử bật lại xem nó có đỡ bị giật không. Cố lên Ken. Bây giờ có 6 số này, làm thế nào để thu được cái tổng nhỏ nhất? Sao cho là cứ hai số ở trên hai mặt liền kề thì chênh nhau ít nhất là hai đơn vị. Theo Sơn là 22, theo Hiền thì là 27. Nào, tôi cho mình kiểm tra nhé. Bao nhiêu đây? Nào, đáp án sẽ là bao nhiêu đây? Bây giờ thầy sẽ ghi tên các cái mặt ra nhé, để nghe hình khối đi kem đi ở trên hình nhá, thầy không vẽ lại trên bảng nữa. Thì ghi tên này, top là mặt bên trên, nhà mặt trên, bottom là mặt dưới, bottom là mặt ở đáy nhá, left là mặt trái, right là mặt phải, và mặt trước là front. Chúng ta quy ước như vậy nhé em nhé, front là mặt trước. Behind là mặt sau nhé, đúng nhỉ? Behind là mặt sau. Đúng không em? Chúng ta có 6 mặt. Đúng nhỉ? 6 mặt thì ký hiệu tên như này, gọi tên như này nhé. Ok. Nào, tổng sẽ là bao nhiêu đây? Theo Huy rằng là 10, thì mình kiểm tra nào. Bây giờ chúng ta điền những cái số nguyên dương đúng không em? Số tự nhiên đó vào đây. Số dương cho nên chúng ta không được điền số 0. Trước tiên các em cần lưu ý, the number 0 is not positive. Số 0 không phải là số dương. Số 1 mới là số dương. Vậy chắc chắn phải có một mặt mà chúng ta điền số 1. Các em có đồng tình với thầy không?
đúng không? Để thu được tổng nhỏ nhất mà. Muốn tổng nhỏ thì phải điền số càng nhỏ. Được không nhỉ? Alright, nào. Tức là chúng ta cần điền số 1. Em điền số 1 và mặt nào cũng được thì giả sử như là mặt mặt trên cùng, mặt top là điền số 1. Nhá. Thế bây giờ lại nghĩ tiếp, em lại nghĩ tiếp. Bây giờ thầy rất là mong muốn điền một cái số nhỏ tiếp theo vào một cái mặt nào đó. Hay nói cách khác, đó là cái số nhỏ tiếp theo nó là số 2 các bạn. Theo các em, thầy nên điền số 2 vào mặt nào trong các mặt còn lại? Theo các em, số 2 thầy nên điền vào mặt nào? Bottom, left, right, front or behind? Mặt nào nhỉ? Mặt nào trong các mặt còn lại sẽ được nhận số 2? Theo Quang Vinh thì là tổng là 22, theo Linh Hương thì là 9. Cho mình kiểm tra nhé. Theo Huy thì là 10, chúng ta có nhiều đáp án khác nhau đúng không? Chúng ta sẽ điền số 2 vào mặt nào? Số 2 cũng là một số rất nhỏ, đúng nhỉ? Theo Sơn thì sẽ điền số 2 vào mặt last. Kem có đồng ý với Sơn không? Hay là Kem sẽ chọn một cái mặt khác để điền số 2 vào đấy? Mặt nào này? Alright, chính là mặt đáy các em ạ, như bạn Hiển nói, chính là mặt đáy các em ạ. Tại sao lại như thế? Tại sao chúng ta không điền số 2 vào bốn mặt này? Left, right, front and behind. Lý do là thế này các em này. Các em để ý nhá. Cái mặt trên cùng nó sẽ là cái mặt liền kề của cả bốn mặt này. Bốn mặt này đều là liền kề. The adjacent. Yes, adjacent. Adjacent faces of top facing. Các em có nhận ra điều đấy không? Bốn mặt trái phải trước sau nó đều là mặt liền kề của mặt trên cùng. Cho nên chúng ta không được điền số 2 vào mặt trái, mặt phải, mặt trước và sau. Bởi vì hai mặt liền kề có cái sự chênh lệch ít nhất là hai đơn vị, mà 1 và 2 chỉ chênh lệch nhau một đơn vị thôi. Được không nhỉ? Do đó chúng ta có thể điền mặt đáy là hai được, bởi vì hai mặt này không liền kề. Thế bây giờ thầy lại nghĩ tiếp. Bây giờ còn bốn cái mặt này, thầy cũng lại rất là mong muốn, đúng nhỉ, chúng ta đều rất là mong muốn điền những cái số nhỏ càng tốt vào các mặt còn lại. Thì bây giờ cái số nhỏ tiếp theo thì là số 3. Theo các em, chúng ta có thể điền số 3 vào bốn mặt này không nhỉ? Số 3 sẽ được điền vào mặt nào và nó có thể đặt ở đâu nhỉ? Số 3 đặt ở đâu nhỉ các em nhỉ? Số 3 liệu cho được vào một trong bốn mặt này không? Alright, how about the number 3? Ví dụ thầy cho số 3 vào bên trái, bên phải, hoặc là cho số 3 vào trước và sau, liệu có ổn không nhỉ? Em nghĩ thế nào? No, chính xác, cảm ơn bố. Số 3 sẽ không được phép điền vào cả bốn mặt này. Bởi vì thế này. Số 3 bốn mặt này thì vừa là mặt liền kề của mặt đỉnh, mặt trên, nó lại là liền kề của cả mặt dưới nữa. Nếu nghe of the top face and the bottom face, nó vừa liền kề với cả mặt trên, vừa liền kề với cả mặt đáy. Đó là điều các em cần lưu ý. Đúng không nhỉ? Do đó là số 3 không được điền vào bốn mặt này. Bởi vì nếu điền vào á, là sự chênh lệch giữa số 2 và số 3 á, nó không đủ hai đơn vị. Em nhận ra vấn đề không? Đúng nhỉ? Do đó số 3 sẽ không được điền, em ạ. Không được phép điền số 3. Vậy bây giờ thầy trò mình lại nghĩ tiếp. Chúng ta đang mong muốn là tìm một cái số càng nhỏ càng tốt. 3 không được rồi. Bây giờ nghĩ đến 4 làm sao? 4 thì điền vào đâu bây giờ em? Thực ra 4 có thể điền được phép điền vào... Vào đâu nhỉ? Ở đây, được phép điền vào đâu nhỉ? 4 được phép điền vào mặt nào cũng được. Trong các mặt còn lại, trái phải trên dưới, trái phải trước sau đều được phép điền số 4. Được không em? Bởi vì sự chênh lệch giữa 2 và 4 là 2 đơn vị, thỏa mãn đề bài. Sự chênh lệch giữa 1 và 4 là 3 đơn vị, càng thỏa mãn đề bài. Được không em? Do đó là bên trái thì là 4 rồi. Bây giờ chúng ta mong muốn điền cái số nhỏ tương tự như vậy, đúng không em? Chúng ta mong muốn điền cái số nhỏ tiếp theo là số 5, đúng không nhỉ? Số 5 sẽ được điền vào cái mặt đối diện của mặt bên trái.
đó chính là mặt phải. Tại sao chúng ta lại chọn số 5 vào mặt đối diện với cả mặt bên trái? Bởi vì nếu như chúng ta xếp số 5 vào trước hoặc sau mặt trước hoặc mặt sau ấy, nghe thì có liệu nổ nhỉ? Số 5, 4, trái, phải. Không được, đúng không em? Bởi vì là hai mặt này thì là mặt liền kề của bên trái, đúng không nhỉ? Left, front and behind faces are adjacent faces of the left. Vì hai mặt này liền kề cho nên chúng ta không được điền số 5 vào đây. Điền số 5 vào đây là vi phạm ngay lập tức. Hai mặt liền kề 4 và 5 chênh lệch nhau có một đơn vị thôi là không được, đúng không em? Do đó số 5 phải điền vào mặt trái, phải điền vào mặt đối diện của mặt của, à phải điền vào mặt phải đối diện của mặt trái. Bây giờ tương tự là các em lập luận tương tự như vừa nãy, số 6 sẽ không được điền vào đây mà các em phải điền số 7. Và tương tự như vậy số 8 sẽ là mặt đối diện của mặt trước và mặt sau, đúng không? Và các 6 cái số chúng ta điền vào cái các cái mặt của cái hình khối này đó là 1 2 4 5 7 8, được không em? Sau khi các em tìm ra các số rồi thì rất dễ dàng tìm được tổng, đúng không em? 15 20 24 24 26 and 27, đúng không? Đáp án đúng của bài toán này tổng là 27, được không em? 27 là đáp án đúng của câu số 25, được không nhỉ? Yes, cảm ơn game, cảm ơn Bống, đúng rồi, cảm ơn Khánh Linh, cảm ơn Huy. Sơn ơi, Sơn xem lại sửa lại thầy nhé, chắc là anh tính nhầm một chút đúng không? Đúng rồi, cảm ơn Hiển nhá, cảm ơn Nam, cảm ơn tất cả các em rất là nhiều. Rồi, các em ơi, chúc mừng các em, đúng nhỉ? Chúng ta đã giải xong toàn bộ đề IMAX năm bao nhiêu đây các em? 2013, đúng không nhỉ? Với rất là nhiều thử thách, đúng nhỉ? Rất là nhiều bài toán thú vị và đã đi qua. Rất cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy trong buổi tối ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các em tại buổi tiếp theo của Manage Online nhé. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, thì cho mình sẽ kết thúc bài ngày hôm nay tại đây nhé. Goodbye and see you next time. Bye bye.